Đó đó, trời ơi, chăm mà ra trễ. Cấp đông ra nấu vẫn ngon nha. Yên tâm như mình cấp đông tươi là mình nấu vẫn ngon để dành cho bạn già. Do Trâm cứ ngước cái tay lên nha. Nội dung nhạy cảm. U là trời, thì Trâm thấy Trâm quay video đâu có hở hang gì đâu trời. Chỉ có hở hang mắt hai cái lỗ tai thôi. Rồi, bây giờ Trâm sẽ thu hoạch dưa leo lần thứ 3. Đây mọi người ơi, còn bên kia trái đèo đèo nhóc luôn kìa. Nó ra trên đây cũng nhiều lắm nè. Đó. Bây giờ sẽ hái hai anh này vô nấu canh, nhồi thịt vô nấu canh mọi người. Tự nhiên cái mình mặc cái áo màu hồng rất là xinh xắn. Xong cái bắt đầu tự nhiên cái TikTok báo vi phạm. Bữa đó quay video trộn đất, quay quy trình trộn đất này kia xong cái báo không hình ảnh nhạy cảm, mình gướng gướng lên mình thấy vui vậy mọi người. Cái báo nhạy cảm bó chiếu luôn. Bây giờ dưa leo này Trâm sẽ cắt khoanh khoanh, bắt đầu Trâm sẽ môi cái ruột nó ra rồi Trâm sẽ nhét thịt vô. Đó, cắt ra xong rồi vét cái ruột. Hộp gà nướng bắp xào đây, ai hộp gà nướng bắp xào không? Mọi người muốn dưa leo không đắng là phải tưới nhiều nước. Dưa leo mà tưới ít nước là nó sẽ bị khô với lại nó bị nứt hết trơn mọi người. Dưa của Trâm là chưa già không nè, dưa này để là còn lớn nữa nè. Khoét ra một hồi bỏ thịt vô mọi người, lát nữa xay thịt bỏ vô. Ôi con chim kiền kiện hót chi mà vang trời. Rồi bây giờ đi xay cái thịt này đặng nhét vô chế dưa leo với lại đem đi kho nha mọi người. Chua gì mà nó cháy mất tiêu rồi. Mấy bạn mua đồ điện, mấy bạn nhớ chú ý cái công suất á. Ví dụ cái máy, cái cối của Trâm là công suất 350, xay bình thường, xài lâu rồi thấy bình thường à. Chứ mình mua mà là công suất nhỏ, mình xay đồ ấy là nó sẽ bị dễ cháy đó mọi người. Đây, với mọi người để ý cái chui nha, coi chừng nó bị lỏng chui. Đó, cho nên Trâm xài thấy rất là ổn áp luôn mọi người. Thì mấy bạn hỏi ở đâu thì Trâm có treo cái link trong phần mô tả vậy thôi, trong cái phần tiểu sử vậy thôi. Chạm cái bản mặt của bà Trâm là sẽ thấy được cái link. Nhưng mà mua đồ online thì nó hên xui mọi người, mình nhìn vấn giá mà mình mua với lại mình lựa công suất lớn lớn mà mình mua, chứ mình đừng có mua công suất 250 mà sai thật chứ sai ấy quá là nó cũng dễ cháy cũng to lắm á. Còn hơi lạc cho nên là Trâm sẽ thêm một miếng nước mắm nha mọi người. Đó, đỡ mình xay tới đây rồi mình đóng thêm sống là uống rồi canh xong cái combo rồi mọi người. Cái nấm kia là nại tại Trâm hái luôn đó, em thấy nó to em hái luôn rồi, thịt xay xong rồi nè, bên đây nước cũng sôi luôn rồi, bây giờ em sẽ nhồi em thả vô. Đây được một nồi canh với lại Trâm bỏ trong cái hộp này. Biết sao mọi người, bây giờ cái này cấp đông nấu vẫn ngon để dành cho bạn già. Trâm sẽ lấy mấy tay nấm nhỏ mình thả vô trong nồi canh cho nó ngọt nước luôn. Đó. Thử nước màu xong Trâm cho nước lọc vô mọi người. Đó, xong mới cho mấy con mực này vô. Mọi người nghe bản giao hưởng đồng quê không? Thay vì người ta dồn thịt vô con mực rồi người ta kho, còn bà Trâm là kho con mực riêng, thịt kho dò viên riêng. Cho vô một miếng dầu tỏi cho nó thơm. Đó. Còn đây là sắp hành nêm canh nữa, quay canh một chiên nồi thịt chín là ok. Rồi bắt đầu sẽ cho hành lá vô. Đó, tắt bếp. Cuối cùng là sẽ cho nó miếng hành phi. Y ơi uiu tờ yếu tiêu. Rồi vậy là Trâm đã xong nồi canh dưa leo mọi người, bây giờ ra nhắc cái chảo thịt vô. Đó đó, trời ơi Trâm mà ra trễ một chút xíu nữa là su cà na luôn. Rồi dọn này cho nó thêm một tí tiêu nữa cho nó thơm thơm nha mọi người. Mém tí nữa là thành thịt kho bóng đêm rồi. Hello, thịt kho mực lên giá. Xin thịt kho mực lên giá. Ai da, ai da, tiểu nhị bưng canh lại đây. Xin mời quý khách. Canh dưa leo mẹ chồng. Cơm mẹ nấu. Alo. Dưa leo dồn thịt nấu canh. Tự nhiên cái quay cảnh trộn đất rồi với lại trồng rau rồi bị vi phạm. Nướng dưa dịu gã chưa?